Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ vào bếp với món cà pháo muối các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn cùng mình vào bếp nhé. Các bạn ơi, đây là cà pháo. Cái chỗ này mình mua đây là 2 cân các bạn nhé, 2 kg, 27 đô la Canada 1 kg. 2 kg này là 54 đồng. Cái này là mình phải đặt hàng, người ta đánh từ Việt Nam sang các bạn nhé. Ở bên đây muốn ăn nhưng không có các bạn ạ, mà nhiều khi có ở siêu thị họ bán cực đắt luôn, mắc lắm. Và một ít giấm táo các bạn ạ, đấy, giấm táo và muối các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ đi sơ chế các bạn nhé. Các bạn không nhìn thấy không, cà rất ngon, nó trái nó bé thôi, nó đều như cà này cũng tương đối rồi, nó bánh tẻ rồi chứ nó không non mà cũng không già, thành ra muối sẽ rất giòn. Mình sẽ muối cà theo 2 cách để ăn dần và để ăn ngay các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi sơ, các bạn thấy không, 2 kg cà này tính là tiền Việt Nam nó là 1,1 triệu các bạn nhé. Thế thành ra nhiều khi ăn đồ Việt Nam ở bên đây nó là xa xỉ đấy các bạn ạ, mà không phải lúc nào muốn ăn là có đâu, hoặc là có tiền mà muốn ăn cũng không có đâu các bạn ạ. Cũng như là các bạn ở nhà thịt bò thì mắc, chẳng hạn như ở bên đây thịt bò thì rất là rẻ đấy. Nên là mình nghĩ là nó cũng có một sự cân bằng thôi. Các bạn ở Việt Nam thoải mái ăn rau cỏ tươi ngon, thế rồi thì là ở bên đây thì mình rau cỏ tươi ngon như Việt Nam là không có. Đấy, rất mắc. Bây giờ cà các bạn ạ, sẽ gọt như thế này các bạn nhé. Mình sẽ cắt bỏ cuống các bạn ạ. Các bạn cắt nó xa ra chứ đừng cắt sát vào thịt các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Cứ như này các bạn sẽ cắt hết cho mình nhé. Các bạn ạ, những người mà sinh ra và lớn lên ở nước ngoài thì chưa mấy khi được thưởng thức những trái cà pháo muối cũng như là canh rau muống hoặc là cua nấu với rau đay, mồng tơi và mướp hương. Mình thì lớn lên ở Việt Nam từ bé và đã những món này nó đã trở thành cái món mà rất dân dã, rất thân thuộc các bạn ạ. À, thành ra là khi mà nhớ đến những cái món này thì thường là nhớ về Việt Nam rất nhiều các bạn nhé. Món cà muối này các bạn nhé, ăn cơm với rau đay, canh rau đay, cua rau đay mùng tơi mướp các bạn, thêm mấy cái đậu phụ chiên nữa thì rất là tuyệt vời đấy các bạn nhé. Ở đây thì cái mùa Tết nó cũng không có hành 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 củ hành tươi đấy, để mình muối dưa hành ăn vào dịp Tết cho nó ngon các bạn ạ. Như hôm nay tức là mùng 1 Tết ở Việt Nam đấy thì mình mới lấy nhận được cà này nhé, tức là hàng đặt mà đến bây giờ mới lấy được đấy các bạn nhé. Đó. Cũng nhưng mà tuy vậy lấy được đã là mừng rồi các bạn ạ, rất thú vị, rất thích lắm các bạn ơi. Các bạn ạ, để cho cà khi mình vẫn tiếp tục gọt nó khỏi thâm, mình cho vào đây là 1 muỗng canh muối, nước này là nước lạnh các bạn nhé, mình ngoáy nó lên cho tan muối, sau đó mình đổ cà vào đây để nó khỏi bị thâm cuống đấy các bạn nhé. Và mình vẫn tiếp tục cắt cà. Đây, mình cắt được trái nào thì mình lại cho vào đấy, mình ngâm các bạn nhé. Đấy, ngâm vào đấy. Đấy, đến lúc chốc nó xong thì những cái núm này nó sẽ không bị thâm các bạn nhé, thì mình muối cho nó sẽ ngon hơn. Bạn thấy không, mình đã gọt xong hết cà rồi các bạn nhé. Chỗ này mình sẽ chia làm 2 phần. Một phần mình để muối sổi nhanh ăn, và một phần mình muối thì sẽ để ăn lâu hơn, được lâu hơn, thời gian lâu hơn các bạn nhé. Đó. Để muối cà ăn được lâu, mình sẽ cần đun nước sôi lên các bạn ạ. Đầu tiên mình cho vào đây là 1 lít nước các bạn. Đó. 1 lít nước này thì mình cho là đi 3 thìa muỗng canh muối các bạn nhé. Các bạn đong đầy lên một chút. 2 3. Các bạn muối nó đậm lên thì quả cà nó sẽ giòn và để được lâu các bạn nhé. Nếu muối nhạt cà rất nhanh chua, để không được lâu. Đấy, đây là cà mình muối để ăn lâu đó, thì mình sẽ cho 3 muỗng canh đầy muối trong 1 lít nước các bạn nhé. Bây giờ các bạn đun sôi nước này lên, sau đó các bạn để nguội. Các bạn ơi, nồi nước muối của mình đã sôi rồi nhé. Bây giờ mình tắt bếp và để nguội
rồi mình sẽ muối cà các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi làm tỏi các bạn nhé. Đấy. Với cà muối sỏi ăn ngay thì mình sẽ gặp tỏi các bạn nhé. Đấy. Còn cà để ăn lâu dài mình không đập, mình chẻ 2, chẻ 3 các bạn ạ. Cà này mình sẽ chia làm 2 phần các bạn nhé. Đấy, phần này mình để muối cà quả. Đấy. Còn phần này mình sẽ để muối sỏi. Bây giờ mình mang ra mình rửa lại, bởi vì cái lúc nãy là nước muối mình ngâm cà, mới cho một chút giấm để ngâm cho nó trắng các bạn nhé, nó không bị thơm, trong quá trình mình gọt cho nó hết cái đúng cà các bạn nhé. Đó. Các bạn ơi, chỗ cà này đã, thì bây giờ mình sẽ cho vào đây các bạn nhé. Đấy. Cái này muối nhỏ thủy tinh này thì mình sẽ ăn lâu dài các bạn ạ. Này mình sẽ cho một quả ớt vào đây, bởi vì nhà mình có người ăn được ớt, người không ăn được ớt. Đấy, đấy, ai ăn được ớt thì mình sẽ cho một nọ này quả ớt các bạn nhé. Và mình sẽ cho vào đây là 2 tép tỏi. Đấy, đấy. Còn nọ này mình chỉ cho mỗi cà không thôi. Bạn nhé, đấy chỉ mỗi cà không thôi. Đấy, xong tí mình dưới nước sôi nguội vào đây, muối sôi nguội đây. Đấy. Còn một cái nọ này thì mình sẽ cho tỏi và không có ớt các bạn nhé. Mình cho vào đây 3 tép tỏi. Đấy. Tức là mình muối này một loại có tỏi, một loại tỏi ớt và một loại không có cái gì hết. Đấy, để cho tùy theo người ăn được cay, người không ăn được cay các bạn nhé. Đấy, chỗ này mình muối thêm một nọ nữa. Đấy, các bạn ơi, đây cả muối sổi thì mình sẽ băm tỏi ra như này các bạn nhé, băm nhỏ ở đây nhé. Đấy. Còn những trái cà này thì mình sẽ bổ ra các bạn ạ. Đấy, mình bổ ngậm thôi, bởi vì nó có trái to trái nhỏ, mình trái to này mình bổ cho nó ngấm các bạn nhé. Bổ ngậm. Đấy. Đấy, những trái to này là mình bổ ngậm, còn trái bé thì mình không bổ các bạn nhé. Đây này rất nhiều, bởi vì trái bé như này là mình sẽ không bổ. Đấy. Trái bé mình sẽ không bổ vì nó đủ thời gian ngấm cùng với trái to là vừa. Cứ này mình sẽ bổ hết chỗ này các bạn nhé. Các bạn ơi, đây cà muối sổi của mình đây nhá, mình sẽ bổ ngậm đây, những trái bổ ngậm các bạn nhìn thấy không? Đấy, những trái to mình bổ, còn trái bé này là mình không bổ các bạn nhé. Đấy, chỗ này mình có một cân cà nhá. Bây giờ mình muối sổi này, mình cho vào bình này 1 lít nước các bạn ạ. Mình cho vào chỗ này 2 muỗng canh muối các bạn nhé. Các bạn đong đầy lên nhé. Thế, và cho vào đây 1/2 muỗng canh giấm táo các bạn nhé. Bây giờ các bạn ngoáy lên. Cái này thì ăn ngay thì mình muối bằng nước bình thường thôi, chứ không cần phải nước sôi các bạn nhé. Sau đó mình cho chỗ tỏi vào các bạn ạ. Nếu các bạn nào mà chưa chắc chắn nhé, thì các bạn có thể lấy một chút nước các bạn ạ. Mặn. Sau khi mình muối đều rồi các bạn nhé, đấy, thì các bạn có thể thử
thấy nó rất mặn là được các bạn nhé. Tức là tương đối mặn đấy, thì các bạn sẽ cho vào. Chứ nếu mà nó nhạt hoặc là nó vừa thôi, các bạn vừa đấy, thì là muối cũng không được. Bởi vì sau này quả cà nó sẽ còn ngấm nước muối vào các bạn nhé, thì tự nhiên nước nó sẽ nhạt đi. Đấy, bình thường ra ở cái hũ thì mình có một cái nắp đậy, như ở đây mình cho vào đây cho nó chìm quả cà xuống, nhưng mình không có, mình sẽ lấy một túi bóng để mình đựng nước cho vào đây cho nó chìm các bạn nhé. Đây, mình có một cái túi ni lông, cái này của mình tương đối dày các bạn nhé. Mình cho nước vào đây xong mình cột nó lại. Đấy, để cho chắc ăn mình cho vào chiếc túi thứ hai. Đấy. Mình cũng cột lại luôn các bạn nhé. Mình sẽ cho vào đây các bạn ạ. Đó. Thấy không? Đấy. Cái túi ni lông nước ở trên này nó sẽ đè quả cà xuống, thì những quả cà sau này nó sẽ không bị thâm các bạn nhé, mà sẽ rất ngon. Đấy. Coi như lọ cà mà muối sổi ăn luôn của mình là hoàn thành các bạn nhé. Đó. Còn bây giờ mình sẽ chờ nước nguội thì mình sẽ đổ tiếp vào những cái hũ cà này mà để ăn dần các bạn nhé. Đấy. Các bạn ơi, đấy. Bây giờ cái nước của mình nó nguội rồi, cái nước muối này nó nguội rồi các bạn nhé. Mình sẽ rót vào cà các bạn ạ. Ngập quả cà các bạn nhé. Đấy. Ngập quả cà. Một kinh nghiệm để muối dưa với muối cà là các bạn cứ nếm, khi mà muối hết muối lên rồi các bạn nếm thấy nó mặn lên là được, bởi vì sau này còn dưa với cà nó còn ngấm ra các bạn nhé. Đấy. Chứ không nhất thiết là cứ phải theo công thức đâu, như mình muối nhiều rồi mình cứ tự ngoái ra, sau đâu đấy giờ thì mình nếm mà thấy nó mặn là được. Đấy, vặn chặt vào các bạn nhé. Thế là bây giờ mình có được mấy hũ cà rồi các bạn ơi. Các bạn thấy không? Những cái này là những cái nọ mình tận dụng đấy các bạn. Cái hũ to này là cà muối sổi, cái này chỉ 2-3 hôm là mình ăn ngon lành các bạn nhé, mà không ngái không hăng các bạn nhé. Đấy, còn những cái hũ này thì mình sẽ muối để ăn dần, thì cứ khoảng độ 5 hôm rửa ra là ăn được. Nhưng mình muối bằng nước đun sôi để nguội như thế này và đậy nắp kín này thì mình có thể ăn dài đến hàng tháng rồi đấy các bạn nhé. Các bạn ơi, món cà muối của mình đến đây đã hoàn thành các bạn nhé. Nếu các bạn nào thích thì có thể vào bếp làm theo cách của mình, sẽ đảm bảo cà rất ngon, giòn, rất giòn các bạn nhé. Đấy, nếu các bạn muối nhạt sẽ không giòn đâu nhé. Muối mặn lên một chút thì cà sẽ rất giòn mà để được lâu. Các bạn ơi, video của mình cũng xin dừng ở đây. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết đấy các bạn ạ. Cũng nhân ngày này mình xin chúc tất cả các bạn làm YouTube cũng như các bạn đã coi video của mình một năm mới nhiều sức khỏe, thành công, an vui và hạnh phúc. Nếu các bạn nào thích thì có thể vào bếp muối cà theo cách của mình, đảm bảo rất giòn, rất ngon các bạn nhé. Và các bạn nhớ cho mình xin một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn và chào các bạn. Bye.